Thưa quý vị và các bạn, những người con đi làm xa rất háo hức và xúc động khi trở về quê nhà đón Tết cổ truyền. Họ mong chờ được đoàn tụ sum vầy bên gia đình và bạn bè cùng nhau đón chào năm mới. Ghi nhận của phóng viên thời sự qua phóng sự sau. Sau 3 năm đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng tại Nhật Bản, năm nay chị Trần Thị Thu Phương được trở về quê hương đón Tết bên người thân và gia đình. Những cái ôm ấm áp của người thân, những cái bắt tay vui mừng, những nụ cười nồng ấm và cả những câu chuyện bình thường hàng ngày giờ đây đều trở nên thật đặc biệt và thiêng liêng với cô gái này. Trở về quê, tụ họp với gia đình trước thêm năm mới. Với Thu Phương, đó là một khoảnh khắc thật đáng nhớ. Bởi lần trở về này còn mang nhiều ý nghĩa. Không chỉ là khoảnh khắc đoàn tụ với gia đình, mà đó còn đánh dấu một sự khởi đầu mới, tràn đầy hy vọng vào một cuộc sống mới đủ đầy, ấm no trong năm mới. Sau 3 năm đi xa nhà thì bây giờ được trở về quê hương với gia đình, bố mẹ thì em cảm thấy là rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ luôn. Mọi người luôn chờ đợi mình về, cảm xúc khó mà tả được. Đặc biệt là sau dịch Covid đó, thì cái việc mà đi lại giữa Nhật Bản với Việt Nam thì nó lại khó khăn hơn. Bây giờ mình được về đấy, mọi người vẫn còn đông đủ vui vẻ là quá hạnh phúc rồi chị ạ. Trong nhà là rất mừng, rất vui vẻ. Cảm giác là cảm xúc là nó vui nguôi. Để đón Tết đi các nơi mình chưa đi thì kêu mình đi, bắt đầu mình đi. Tôi thấy cháu đi xa nhà mấy 3 năm. Giờ cháu về thì tôi cũng mừng. Rồi con tôi cũng chúc mọi người để vui vẻ ăn Tết, đón Tết. Con với bà Trần Thị Xê, Tết năm nay là một niềm vui khó tả khi bà được trở về nơi chôn nhau cắt rốn, đón Tết bên người thân. Sau nhiều năm sống xa quê hương, bà hiểu hơn ai hết cảm giác mong mỏi được đón Tết tại quê nhà. Không còn là sự cản trở của Covid-19, tạm gác lại những bộn bề lo toan, nhiều người đã chọn sum họp cùng gia đình để tận hưởng một mùa xuân trọn vẹn. Rất là vui mừng, rất là phấn khởi. Thành ra bà cũng cố gắng động viên con cháu, cố gắng hàng năm là cứ tới ngày này cố gắng tranh thủ để mà về quê hương để nhớ tới là cội nguồn của mình. Niềm vui đoàn viên khi xuân về không chỉ hiện hiện trên gương mặt của những người trở về mà còn là nỗi vui chung của những người thân tại quê hương. Đây còn là dịp để ngắm nhìn những đổi thay của quê hương, chứng kiến mảnh đất mình đang sống ngày càng đi lên và đổi mới từng ngày. Xa quê về thấy quê hương càng ngày càng phát triển, đó. Thì rất vui mừng, chúc cho quê hương càng ngày càng giàu đẹp, hạnh phúc, bình an, một năm mới an khang thịnh vượng. Tôi rất vui bởi vì bà con cháu về đông đủ, tất cả đều cảm thấy mình rất là toàn nguyện. Chúc tất cả bà con, anh chị em, con cháu được hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong năm mới. Có lẽ một cái Tết sum họp luôn là dự định đầu tiên trong kế hoạch hàng năm của những người làm ăn xa quê trở về quê hương. Và khi Tết đến xuân về, sự đoàn viên càng làm cho không khí Tết cổ truyền thêm đầm ấm, vui tươi.